Lời nói đầu tiên, Mai Vàng Tấn Lộc xin kính chào cô chú anh chị em. Thì hôm nay Tấn Lộc vô lưu với cô chú anh chị em mình là gồm có ba cây mai trực. Thì đây là Tấn Lộc cũng chưa có làm đế. Thì những cây này thì phun tràn cây này là tầm khoảng cỡ 3 mét, chiều cao cây này khoảng 3 mét cô chú anh chị em. Phun tràn khá là dữ. Chiều cao. Cốt cành là đóng đều tứ diện. Tôi sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem cái phun tàn. Rồi em tiến hành em đo thông số hoành eo cho cô chú anh chị mình xem. Rồi cho thông số hoành eo 44 hoành. Rồi 44 hoành. Đo luôn cái cũ em. Đặt 51 hoành eo 44. Cốt cành là đóng từ dưới lên trên, đóng đều tứ diện, dàn xương cốt cành đóng khá là đều. Đây là cây số 1 nha cô chú chị. Thì cây này là cây số 1. Cây này quá khủng, cây này lớn. Cốt cành đóng đều tứ diện. Từ dưới lên trên cốt cành đóng điều trưng nha cô chú anh chị. Vì do là cái phạm vi này nó chặt quá cho nên cái này là cô chú anh chị mình vô lưu về mình kéo cái dàn tàn ra là nhìn nó phê lắm nha cô chú anh chị. Đó là cây số 1. Mình sẽ quay vòng cho cô chú anh chị mình xem để tổng thể cái chi cành của cái cây này. Đế thì em cứ chưa có làm khai thác đế. Cốt cành là đóng từ dưới lên trên. Dàn lá là xanh mướt rực. Cành là đóng khá đều từ dưới lên trên. Rồi đây là cây số 1. Em tiến hành em sẽ qua cây số 2. Hiện tại mùa này thì nút nụ thì cũng khá là nhiều rồi cô chú anh chị. Nè cái dàn lá nút nụ đóng đi ra tới ngoài đầu luôn. Rồi em sẽ tiến hành em sẽ đi qua cây số 2 cho cô chú anh chị mình xem. Cây khá khủng. Rồi cây này là cây số 2. Đây cũng là cây trực cây số 2. Đế thì cũng chưa có khai thác nha cô chú anh chị. Cái này đế thì em cũng chưa có khai thác. Cái này dàn xương cốt cành cũng khủng lắm cô chú anh chị. Một cốt chốt đột. Cốt cành đóng điều trưng. Cái này cái dàn đế chưa khai thác. Cốt cành thì lực. Cô chú anh chị mình xem. Rồi em sẽ tiến hành em đo thông số hoành eo cho cô chú anh chị mình xem. Rồi tiến hành thông số hoành eo 33 hoành. 33 hoành. Củ nở 38. Củ nở 38 cô chú anh chị em. Một cây mai tà hoành eo 33. Cây này là cây số 2. Dàn xương tốt cành đóng khá lực, đang có dấu hiệu bể xù nách. Đây đang có dấu hiệu bể xù nè cô chú anh chị. Cây này là đang có dấu hiệu bể xù nè. Đó, quay cho cô chú anh chị mình xem. Đang bể xù, xù nách. Đó. Cây đế chưa khai thác. Đó, đế cũng đang có dấu hiệu bể xù. Cây trực. Rồi cái này là cây số 2. Em sẽ tiến hành qua cây số 3 cho cô chú anh chị em mình xem. Thì em sẽ đi thẳng tới em quay cho cô chú anh chị mình xem luôn. Rồi cây này là cây số 3. Đây là cái dàn đế thì thấy cái chân đế nó nổi. Nổi hết lên rồi cô chú anh chị. Cây này khá đẹp. Dàn đế nổi cục cục luôn cô chú anh chị. Đây là cây số 3. Cành đóng khá đều từ dưới lên trên. Một cốt vốt đột củ nở đế đều. Rồi cho thông số hoành eo luôn cho cô chú anh chị mình xem. 32 hoành. 32 hoành. Củ đạt 45. Củ đạt 45. Đây là đế khủng luôn. Rồi đây. Tại những cây này đang có chân đế hết cô chú anh chị.
Đây, có chân đế này cũng có nở nha, có chân đế hết nè, đều hết nha cô chú anh chị. À, tôi quay cho cô chú anh chị xem. À, xương cốt cành đóng khá đều. Rồi bên cạnh đó ba cây này em có tặng một cây trực nhỏ cho cô chú anh chị em mình. Đây. À, bên cạnh đó em sẽ tặng một cây trực nhỏ cho cô chú anh chị em mình vô lô lô, còn có ba cây trực này. Rồi. Thì thông số hoành eo thì em có đo từng cây. Thì cô chú anh chị em mình hợp nhãn thì liên hệ trực tiếp cho Tấn Lộc qua số điện thoại 0909 747890. Cô chú anh chị. Rồi. Cú clip Tấn Lộc cũng trân trọng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã theo dõi hết clip của video của ngày hôm nay của Tấn Lộc. Rồi em xin chào cô chú anh chị em.